chúng ta sẽ làm một cái trước nha. Giờ trước khi ấy là anh với em chơi một thử thách đi, là ai gọi là gần 20 gram nhất sẽ là người chiến thắng, và người kia sẽ phải làm theo một yêu cầu của người còn lại, người chiến thắng. Cái này có mùi gài gài mọi người ạ. Đây mọi người, cân cục của cô Trung nha. Bao nhiêu? 17. Điệu cười, điệu cười phá làng phá xóm. Tôi trân trọng thực hiện một đoạn phim rất là tuyệt vời. Chiến thắng tất cả những ngục ngã trước anh, ngọt ngào anh. Đúng 18 gram luôn này. Giả bộ cân thiếu để được mình thơm thôi. Làm gì mà phải gọi là chiêu trò vậy cô Trung? 18 luôn. Khoan. Đây nha. Cái phát này cô Trung cắt ra này, 18 này. Phát này này. Đấy, cũng 18. Thì đã làm nghề lại còn cắt 3 phát rồi đều 18 hết, chính xác không lệch 1 gram. Rồi vậy là chắc chắn là hồi nãy là giả thua rồi. 17 đúng không? Chính nhật hả? Namaste có phải đúng không? Em nói đúng không? Cái câu chào ấy, cái từ namaste. Cái gì chào mà namaste gì đâu đây? Có. Anh chỉ biết từ giảm hết. Nói cái gì? Đi đi. Xin mẹ đi là sao? Khi mà anh đánh em á. Em nói đi, namaste. Namaste. Nó nói một giọng kiểu đau đớn thấm thiết lên. Dạ mi tê. Nhưng hôm nay cảm giác nó lạ lắm. Đó là vượt qua nỗi mệt. Còn có cô Trung. Đừng quay những góc vừa vụn nhé. Cô Trung dặn đừng quay những góc vừa vụn. Tại vì là phòng khá là nhiều đồ mọi người ạ, nhỏ nữa. Sao cái góc vừa nhất thì lại quay? Để anh nghĩ mệt rồi anh phục vụ em nha. con này con gì á em? Em không biết con gì hết. Không, phòng này là sạch lắm rồi đó. Nói chung là phòng của Trung rất là thơm nhá. Đúng là phòng con gái ha. Mình liếc sơ sơ là thấy sách nhiều quái của Trung. Đây. Cô có đọc hết sách đang mua về để sách chừng... này Trung đọc gần hết rồi mọi người ạ. Chỉ còn có vài cuốn là Trung mới mua là chưa đọc thôi. Đây là mua từ đợt sinh viên á, đợt năm 3, năm 4 rồi đến tận bây giờ cũng phải đến mấy năm, 4, 5 năm rồi. Họ phải có hơn 100 cuốn đấy. Anh đó giờ chỉ đọc được một cuốn, có một cuốn Đắc Nhân Tâm, cuốn đó. Không, nhưng lúc nào cặp em cũng có sách này, ví dụ này, trên bàn làm việc, sách, cuốn đang đọc. Đọc sách nhiều. Một cô giáo đọc sách nhiều. Thì cô và một anh xe thì... ôm chưa từng đọc cuốn sách nào bao giờ. À, vừa bạn đọc Đắc Nhân Tâm xong rồi ạ. Đọc cái bìa thôi. Đây, quay bánh. Nói chung thì phòng con gái mình cũng không có quay linh tinh nhiều nha. Thì đây là mình tập trung vào chủ đề chính rồi. Mà mình quay qua quay lại cái là cũng hết cái phòng rồi. Đây là bánh trung thu mà cô làm. Cô Trung làm lại các bạn. Sao nhìn không có hương vị trung thu gì hết. Nó như kiểu bánh ngọt thôi. Không, làm cho các em thì làm hình ngụ nghĩnh ấy, cho nó xinh ấy mọi người. Thế á? Thực ra là mình chơi thử để xem phản ứng cô Trung như thế nào, nhưng mà vẫn không có giận mình nhá. Kiểu vẫn tươi cười, đúng là con người không nhiều năng lượng, không biết buồn hết. Gặp anh ha. Ủa, vô đây làm nói nhiều nữa, làm coi. Kiểu vậy. Thôi, bây giờ thì mình với cô Trung sẽ quay quy trình để làm ra một sản phẩm như thế này cho bạn xem. Không, mấy bạn lại bảo là cô Trung mua xong bắt đầu nói làm. Thì đây thực sự là cô Trung làm. Đang làm dở nè. Rất là ý nghĩa luôn nha. Thì bây giờ là sẽ trực tiếp làm cho bạn xem luôn nè. Bên đây là có nguyên đồ liệu để làm nè. Nguyên liệu này, có bột nè. Nước đường, dầu ăn. Rồi nói chung là nguyên liệu để làm bánh. Đây là trứng. Đây là vỏ hộp. Vỏ hộp để đựng ra các bánh như thế này. Thì ngày hôm qua cô Trung đã làm được nhiêu đây rồi nè. Rất là nhiều luôn. Đấy. 40 em là 40 hộp. Đấy, cô Trung đã làm được khoảng một nửa rồi. Còn một nửa nữa. Mình thì gọi là không có biết gì cả cho nên mình đi mua mấy cái đồ sẵn này thôi. Đó, như sữa,
bánh trái này là cái này mình nói để các bạn hiểu hơn nha, chứ không phải là mình kiểu wow giàu quá cô. iPhone mà cô đập bập bập vậy cô. Đưa em xài nè, em đưa cô cái iPhone 8 nè. Nè, cái này nè, cô đập thoải mái luôn á. Cái này mình nói chứ không phải là mình nhắc tới chuyện tiền nông nha, chỉ chia sẻ xíu để các bạn nắm rõ là công sức của cô Trung thôi. Đó, có nghĩa là tất cả những cái phần bánh này nè là cô Trung, toàn bộ là tiền của cô Trung hết, mua công sức làm. Đấy, từ cái vỏ hộp tới cái nguyên vật liệu tới cái nhân để làm ra cái nhân, nói chung là tất cả là của phần cô Trung. Còn phần của mình là đó, mình không có biết làm cho nên là mình đi mua đồ có sẵn. Đó, sữa với lại bánh trái là của mình. Rồi ok, thôi bây giờ chúng ta làm bánh thôi. Bình thường cô Trung bán một hộp bánh này là bao nhiêu vậy? Nếu mà ấy á, 70. Một hộp như này là 70.000. Dạ. 70.000 thì các bạn mua sẽ thành 170 nha. Mimi. Ủa. Là quái trưởng các bạn ạ. Chưa gì á, đòi làm ông chủ tiệm bánh rồi đấy. Mình báo giá luôn mọi người ạ. Mình cắn 130 đó. Ai lộn, mình cắn hết 100.000 đó. Nhưng mà 70 đó là có lời chưa hay là giá gốc? Giá người quen người thân, vì Trung toàn bán với bạn bè người quen thôi mọi người ạ. Người quen người thân. Giá đấy là giá hữu nghị. Và giá không thay đổi từ năm này qua năm khác. Chết rồi, thôi giờ anh hỏi là em nói lên 120 đi. Hộp bánh này nhiêu, cô bán là nhiêu hộp hả cô? Cô 70.000. Ui, chết rồi, kiểu này nghèo chết luôn á. Kiểu này thì bao giờ mới gọi là giàu được đây. Đây là cơ hội ngàn năm có một mà cô. Đây là cô có muốn em phụ không hay là em đứng quay thôi? Không được, đồng chí Hoàng phải phụ chứ. Đồng chí Hoàng phải phụ của Trung chứ. Phụ không? Đang lười mà còn bắt phải phụ nữa. Phụ trước tay mọi người nhỏ. Ga lăng bây giờ mới được 8 điểm rưỡi rồi. Không, mình làm ít tượng trưng thôi được không cô? Anh ngồi xuống bên này. Dạ. Cô đừng nói hôm nay em qua cô bắt em làm một phát một rồi là làm bánh lâu lắm mọi người ạ. Không phải là muốn làm luôn là được đâu. Cái lò này của Trung là lò cũ ngày xưa, nó hơi nhỏ nữa. Nên là làm chắc một mẹ hai mẹ là chứ cũng không làm nhanh được. Không làm nhanh được. What the hell? Tự nhiên buồn ngủ ra. Em muốn nằm quá. À, cái lò nướng nè. Ủa lò gì vậy? Mày bị điên à? Lò nướng thì nếu mà bán thì thường là sẽ dùng lò công nghiệp ấy. Cái lò công nghiệp là to cơ. Lò này là lò gia đình. Tại em chuyển sang. Bây giờ mình dành thời gian mình nghỉ ngơi, em mua bánh được không? Không. Mình không làm nữa. Không. Em sẽ mua bánh ngon. Tại sao mình phải mua bánh trong khi mình biết làm bánh hả mọi người? Đúng. Em muốn gọi là chúng ta có khoảng thời gian gọi là nghỉ ngơi riêng tư. Cô Trung không đồng ý. Quê, nó quê nha. Trời ơi, đã đi mệt mệt rồi, con giấc này còn bắt làm bánh nữa. Nói giỡn các bạn thôi, chứ để mà mua một cái bánh thì nhanh lắm. Còn mà để làm ra được một cái bánh chất chứa tình cảm trong đó thì phải nói là... Đây, bây giờ sẽ cho các bạn thấy. Và đặc biệt là trong môi trường phòng trọ nữa thì... nó cũng khó khăn á, hơi khó khăn về không gian cũng như cái những cái vật dụng. Trước em thuê nguyên căn thì nó sẽ có phòng bếp riêng, thì làm mình sẽ làm cái lò sàn là lò ba pha ấy, dùng điện ba pha ấy. Em biết điện đấy. Biết. Thì sang phòng này là không dùng được điện đó nữa rồi, là phải chuyển về làm lò này thôi. À. Thì chắc là em cũng về ở trọ thì cũng không bán bánh mấy ấy. Ngày trước nhiều loại bánh lắm mọi người ạ, đợt trước Trung bán nhiều loại bánh ngọt lắm. Tất cả đều tự làm. Dạ, bánh handmade mà. Oh. Bánh handmade nó sẽ ngon hơn rất nhiều bánh ở tiệm mọi người ạ. Bánh ở tiệm là bánh công nghiệp á, nên họ sẽ làm sao để cho nó bảo quản được dễ nhất ấy. Chứ nó không thiên về cái chất lượng đâu. Handmade thì mình sẽ điều chỉnh được độ ngọt. Ví dụ như bánh trung thu mọi người hay ăn, ví dụ như bánh dẻo thì rất là ngọt đấy, nhưng mà bánh dẻo handmade thì không thế. Bánh nướng cũng vậy. Dụng cụ nha. Anh Hoàng sẽ phụ Trung từ những cái dễ nhất, ví dụ như lạnh nhân chẳng hạn. Hoặc là trộn bột. Làm được không đồng chí Hoàng? Thật là thật là thương các em sẽ phải ăn những cái bánh.
Anh rửa tay cái. Hôm nay nhiêu tiền tháng á em? 3 triệu mấy. Người ta có còn phòng không? Không. Hết phòng mà hả? Dạ. Thế cho anh ở ké đây vài hôm được không? Bên kia họ đuổi anh à? Không. Sao không? Trời, em không thương người hết trơn hả? Không. Phòng chung ở mấy người, mấy chị em làm sao mà cho anh Hoàng vào ké hả mọi người? Anh Hoàng hỏi câu. Anh ngồi duyên. Anh chỉ ngồi góc này thôi. Ừ. Nhiệm vụ cao cả cho đồng chí Hoàng. Nhân. Em mở cái này cái. Chúng ta sẽ có nguyên vật liệu. Đây. Đồng chí Hoàng có thể quay cho mọi người xem ví dụ. Đậu xanh. Đậu. Đây là nhân. Xanh. Nhân đậu xanh han mét. Nhân mè đen. Nhân mè đen han mét. Sô cô la. Sô cô la han mét. Trà xanh nè. Trà xanh han mét. Đây cũng là trà xanh. Sao trà xanh nhiều thế? Han mét là tự làm á hả em? Dạ. Đây là đậu xanh. Ủa cái này gì? Đây là hạt sen ạ. Hạt sen. Wow, hạt sen các bạn ơi. Thơm lắm. Tiramisu và cà đậu phê. Đậu xanh. Trung, tại sao Trung lại làm cái set kia? Vì Trung muốn là mỗi loại, mỗi hình là một nhân ấy, để cho các em ăn thử các loại nhân luôn. Chứ không phải là làm riêng từng cái một lớn này. Rồi giờ anh thì bây làm giờ gì? Là anh sẽ xem cái nhân nào mềm thì mình nặng trước ha. Cái nhân nào mềm mình nặng trước. Cái này, cái hạt sen. Em ơ nâng. Làm gì không? Em lấy kéo. Cái răng anh gần bén hơn kéo nữa. Găng tay. Một chút sự. Cảm thấy cần sạch sẽ một chút. Cần gì găng tay em? Có chứ. Cân xong là còn phải lặn nhân nữa. Ăn bận xong lâu á. Ăn về ăn sạch quá nó không ngon. Lên thuyền này mọi người. Lên thuyền này. Bắt đeo vào tay nữa. Ê. La hoài luôn. Bây giờ thì mình thấy thương các em thì các bạn ạ. À. Có nào lấy anh móc. Anh móc lỗ mũi. Lên. Cái lỗ một thật miếng. Thật sự luôn á. Nó dính vô các bạn. Này nhá. Thế này là không ấy được rồi. Không tệ được rồi. Nhân viên thế này là trừ lương mọi người ạ. Trừ lương gì đuổi việc luôn. Đuổi việc luôn ạ. Đuổi luôn, nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Ấy luôn. Đi về luôn. Đi về luôn. Đã không? Rồi, bây giờ lấy này. Mỗi chiếc bánh này nó sẽ rơi vào khoảng 35g và có 20g nhân. Vậy đồng chí Hoàng sẽ cân làm sao để mỗi viên nhân là 20g. Đây, bật cái cân lên. Đây là cân điện tử chính xác đến từng gram nha. Ghê vậy. Tại vì làm bánh cần độ chính xác cao lắm. Đây là nếu mà chỉ sai 1-2 gram thôi là nó cũng là cả một vấn đề á. Nói chung à, các con à, chịu có ăn dơ xíu chú cầm cái này quay. Đừng tin chú Hoàng. Cô Trung sẽ không cho chú Hoàng làm dơ đâu. Đấy. Thì đây. Đây là nhân. Đấy, chúng ta sẽ véo qua. Xong mà vo lại. Thành 20g. Đúng không? 20g đúng không? Đây là cái cân điện tử mọi cô, người có nhớ cái cạnh cô Trung trước giới thiệu mà là... Trung ăn mà chú Hoàng bảo là ứa gan ấy. Hôm nay Trung nhìn Trung thấy là ứa gan ghê. Nhìn chú Hoàng ứa gan hả? Cái cân này cô Trung quảng cáo là chính xác đến từng gram nè. Anh bước lên cân mà không được 60kg thì sao? Không dành cho anh á. 12g. Chúng ta sẽ làm một cái trước nha. Giờ trước khi ấy là anh với em chơi một thử thách đi. Là ai gọi là gần 20g nhất sẽ là người chiến thắng. Và người kia sẽ phải làm theo một yêu cầu của người còn lại, người chiến thắng. Cái này có mùi gài gài mọi người. Gài gì? Ở hai em làm bánh nhiều thì em phải có kinh nghiệm hơn anh chứ. Chơi không? Yêu cầu gì đó? Yêu cầu nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như thơm cái chẳng hạn. Thôi bây giờ là nếu mà em búng vô chán anh cái. Còn anh mà thắng anh sẽ thơm vào tay em cái. Được. Ok. Chơi nha. Được. Ai gần 20g nhất là ấy nha. Bấu một lần thôi, không có bấu thêm nha. Lại đi nào. Lấy cái này nè. Bấu một lần thôi, không có bấu thêm. Anh bấu rồi nè. Anh chưa cân.
bấu một lần duy nhất thôi, không có bấu thêm á. Có nghĩa là lấy ra ngoài rồi là coi như là cân luôn. Hồi hộp quá đi, trời ơi. Sắp được thơm tay rồi. Ok chưa? Ai cân trước? Bây giờ thẩm xì ai thua người đó cân trước nha. Khúc này là... Nào. Một ha. Cân gì? Cân gì bỏ báo. Một, hai, ba. Ấy, anh biết là em thua. Cân trước đi. Từ. Đây mọi người, cân cục của cô Trung nha. Bao nhiêu? 17. Yeah. 17 gram nha các bạn nha. Nè. Đây, tại anh em lấy cục của em ra đi. Đây là cục của mình. Điệu cười phá làng phá xóm. Chúng tôi trân trọng thực hiện một đoạn phim rất là tuyệt vời. Chiến thắng tất cả những ngục ngã trước anh, ngọt ngào anh đến bên che chở. Rời xa anh kết thúc thơ ơ. Lời nói xa chạy đi nhưng trời lắm. Ha ha. Quá đáng lắm luôn á. Mình thấy mình hơi chủ quan khinh địch mọi người. Đây đúng nói chung là mình cũng phải tính toán cả mình mới dám chơi trò này, bởi vì trước đó là mình đã vò một cục, các bạn có thể ý là mình đã vò một cục và mình cân thử xem với cái kích thước này cái số gram nó là bao nhiêu, xong sau đó mình từ cái cục này mình mới suy đoán ra được cái cục tiếp theo mà mình nặng để cho nó gần với lại 20 gram nhất. Thực ra Trung làm nhiều lắm rồi mọi người, Trung phải vo đến hơn 100 viên kìa, nhưng mà vẫn hơi chủ quan. Chỉ cần một cái mẹo nhỏ như vậy, không phải là mẹo nữa mà chúng ta phải gọi là dùng cái này đã mới được thơm ấy. Here boy. Thôi tranh thủ. Hỏi chính xác 20 gram luôn nè, thấy không? Quá hay. Tức là có năng khiếu đấy mọi người ạ. À. Phụ bếp được. Đặng chấp nhận. Trời ơi. Nè, phát thứ hai cũng đúng 20 gram. Không nói điêu các bạn nhá. Đây này. Là cái cục này 18 gram của mình nè. Mình để mình vo cái thứ hai là đặt lên cái là cũng đúng 20 gram. À cục này là 17 gram. Mình vo lần thứ hai đặt lên cũng đúng 20 gram. Là các bạn biết cái trình của mình nó cỡ nào rồi đúng không? Đẳng cấp lắm. Anh đã không làm thôi, anh mà làm thì. Ủa rồi cái đó gọi là bước gì đó cô? Đây là làm vỏ bánh nướng nha mọi người. Làm vỏ bánh hả? Đúng rồi, anh Hoàng đang lặn nhân ấy. Thì nhân này là nhân sen rồi. Sen xong là bảo quản tủ lạnh đó mọi người. Và mình có thể mình dùng cho đợt sau thôi. Còn vỏ thì phải làm, tức là cứ làm mới liên tục. Anh quay cân về phía anh ấy, nhìn cho nó dễ. Ờ ha. Tại sao anh cứ quay vào phía em rồi anh ngoái cái cổ ở bên đó ta? Anh Hoàng biết hai loại bột này khác nhau chỗ nào không? Hai loại bột này hả? Cả cái gói màu đỏ kia nữa này. Anh cầm một gói màu đỏ để cho anh. Đây. Gói vàng. Đấy đúng rồi đấy anh. Đúng rồi đấy. Đây. Thì nó đè rõ ràng đó. Bột mì. Ủa? Đó. Thì là đè bột mì đó. Anh biết nó khác nhau chỗ nào không? Nó khác nhau ở chỗ là một cái là cái này màu xanh lá này là nước cái này nóng, màu đỏ một cái này là nước lạnh, và thằng này là trung lúc ở đây là cái hộp màu xanh dương, cái viền màu xanh dương khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau về độ ngọt. Ây, bột mì không có độ ngọt. Đây khác nhau về lượng nước cho vào không? Anh nhìn này con số đây không? 13. Đây số mấy? 8. Và đây là số 11. Số này là phần trăm protein á trong bột ấy, tức là tùy với loại bánh ấy. Ví dụ như bánh trung thu mình sẽ dùng cả bột số 11 và cả bột số 8. Còn nếu bánh bông lan anh ấy ăn, ví dụ bánh gato ngoài tiệm là dùng bột số 8 á. Bánh mì là bột số 13. Trên này cái nước. Cứu tôi. 8, 11, 13 protein thì nó khác nhau nhiều không? Khác ạ, khác. Làm bánh, em bảo rồi làm bánh chính xác đến từng gram nên nó khác đó mọi người.
nó khác. Trời ơi nghe mà mệt luôn á, lại còn phân ra ba bọc ba hũ rồi nữa chứ. Em có muốn là trả thù không? Trả thù gì? Trả thù keo nặng 2 gram nè. Mình sao lại bị gài thế mọi người? Gài gì? Cái này là dựa vào năng lực thôi á, gài gì trời. Cái cân này cân của em phải cân của anh đâu. Keo này nhẹ nhàng thôi, keo này thơm thơm má đi. Mình rất ngại với cái trò như là chơi bài hay là cá cược gì đấy nhá. Mình luôn luôn thua, không hiểu tại sao. Ăn ở rất tốt nhưng mà luôn luôn thua. Em cũng không hiểu tại sao em lại thế. Anh Hoàng đã nhồi bột bao giờ chưa? Chưa. Muốn thử nhồi bột không? Không, nó dính tùm lum mà sao làm cái này được. Mọi người ạ, hỏi cái gì cũng né thôi. Nó phải có cách nào để làm nhanh hơn cách này chứ em? Không, không có cách nào cả. Làm thủ công là như thế đó. Cũng không có cái máy nào mà viên nhân như thế đâu mọi người. Chỉ có cái đôi bàn tay của em đây. Thế thì người ta mới gọi là bánh handmade. Còn bánh ở xưởng người ta dùng máy thì là đối với bánh to cơ. Nhưng mà chính ra bánh ở tiệm lại đắt hơn nhá. Ủa nói chuyện quầy vốn ghê. Ơ nhưng mà bởi vì là làm bằng máy thì sẽ rẻ hơn chứ. À, ý là bánh handmade này sẽ mắc hơn ha? Không, không, ý em là bánh ngoài tiệm sẽ đắt hơn á. Bánh công nghiệp á, mà rõ ràng là bằng máy thì phải rẻ hơn chứ. Nhưng mà vì họ là thương hiệu á. Lát quá. Có nghĩa là ý em là bánh như vậy thì phải rẻ hơn. Bánh người ta làm họ người ta lại bán mắc hơn. Ừ. Anh thấy bánh handmade này người ta bán mới mắc chứ. Bánh em bán không mắc. Ai bạn mắc? Một hộp này là 170k nha các bạn, không phải 70k đâu nha. Mình bán, hôm nay là mình bán. Mình nhập của cô Trung 70 ngàn, mình bán 170 ngàn nha các bạn nha. Đúng là con trai của ta. Mình sẽ đổ thừa là cô Trung ăn hết. Mình không biết gì hết. Anh mà đăng lên kênh em làm không kịp bán chứ. Em tuyển nhân công đi. Hả? Trung chuyển sang, em chuyển sang đây là phòng nhỏ hơn, em đâu có dám dùng cái lò to đâu. Không dám nhận nhiều đơn luôn á. Thời gian đâu mà làm mọi người. Như thế này mà đã thức đến 3 giờ sáng rồi. Ngày còn đi dạy nữa. Sức đâu mà làm nữa. Thì bởi vậy mới nói em tuyển người đi. Mình làm màu tí thôi, còn lại là mình nhập bánh về mình bán. Cái kiểu nó vậy mà. Thất đức lắm. Thế bán được một lần như thế thì ai người ta chạy mất dép, ai người ta mua nữa. Có nghĩa là lúc quảng cáo thì làm ấy lắm, làm ghê gớm lắm, nhưng mà sản phẩm tới tay người tiêu dùng thì không phải như vậy. Chúng ta sẽ tiến hành là cho nhân vào. Vỏ thì vỏ sẽ rơi vào khoảng là 18g. Đâu làm như là chỉ ăn đi anh làm nhá. Thì bây giờ tiếp tục lại cân. Chà cho anh dẹp ra gì. Không, người ta nhào là người ta như thế này nhá. Biết là nó như này này. Sao lại góp lại không biết tiếp lại. Như này này. Này này, cái này là em được rồi, đợi anh ấy dàn dàn lên này đi để cắt. Em làm rồi hả? Dạ. 18g hả? Ê! Mọi người ạ, à, làm thẳng chuyên nghiệp gì? Đây này! Em ạ. Là sao? Đây à này. quên, cái vỏ chứ không phải cá nhân. Ồ, không, thì là vỏ mà. Chứ. Nhưng đúng rồi, em nghĩ là cắt như thế này này. Đó, lên đây xem nào. Đó. Đúng 18g luôn này. 17, khoan, không điêu. Trung bảo rồi, lúc nãy là Trung run với Trung ấy thôi mọi người ạ. Trung chủ quan thôi mọi người. Đây bạn. Một phát một đúng 18g luôn. Rồi, mình hiểu vấn đề là gì, là hồi nãy giả bộ cân thiếu để được mình thơm thôi. Làm gì mà phải gọi là chiêu trò vậy cô Trung? Cô Trung ơi. Sai quá. Đấy, không cần làm vậy em cũng hôn nhá. Cô Trung không cần phải gọi là chiêu trò như vậy đâu, không cần phải giả thua đâu nhá. Thì ra là giả thua bạn. Cái này cân một phát đúng 18g luôn. Quải đạn thiệt chứ. Thế này rồi sao nữa? Đây bao nhiêu ạ? Đập dẹp ra. Đúng nhá. Đập dạ, dẹp ra hả? Đúng rồi. Từ từ đã, em cân mình cân vài cái đấy hả? 18. Mình cân vài cái. Rồi, kiếm cái gì ẩn? Bao nhiêu? 18 luôn rồi. Ui, phát nào cũng 18 luôn á trời. 18 luôn. Khoan. Đây nha. Cái phát này cô Trung cắt ra này. Không phải lúc nãy mình giả vờ đâu các bạn ạ. Mình lúc nãy mà mình chủ quan rồi đó. Không. Này. Không, hồi nãy là 18, sao nãy lên 19 rồi. Đây.
Đây, cái phát này cô Dung cắt ra này, 18 này. Phát này này. Đấy, cũng 18. Thì đã làm nghề lại còn. Cắt 3 phát là đều 18 hết, chính xác, không lệch 1 gram. Rồi vậy là chắc vậy chắn là hồi nãy là giả thua rồi. 17 đúng không? Này 17. Một nói quá xíu. Cho nên là giả bộ lệch lệch đi không xíu. Không phải, không phải. Không cái này hơi nhẹ. Sao mình ấn dẹp xuống hả? Dạ. Các bạn thấy cuộc sống ý nghĩa không? Trời ơi, khi mà mặc các bạn làm những cái việc này, tự nhiên các bạn thấy cuộc sống ý nghĩa. Đáng sống lắm. Ví dụ như bình thường cái này chắc mình đang ngồi lướt TikTok. Thì game vậy thôi. Tự đi tán gái chứ. Nào. Ở chung nói sai mọi người. Không phải hả? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Trong này không nghĩ như thế nữa, không nghĩ sống anh Hoàng nữa mọi người ạ. Hết vui lần đang chém gió khí thế về cuộc sống màu hồng. Các bạn nên yêu cuộc sống hơn chứ không phải đi tăng gói. Cái này chắc tí phạt cho một cái quá ta. Anh để cho em xem nào. Anh đủ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25 gái. Ok, ok, thì anh thử rồi đó. Rồi bây giờ là anh để tay anh ấn xuống đúng không? Dạ. Anh ấn nhẹ thôi, không lắc, không lấy lên được đâu. Hoặc là anh có thể ấn luôn vào bàn tay này cũng được này. Đây các bạn. Đây này. Sẽ đặt vào bàn tay như thế này. Giống như làm bánh bình thường mọi người. Xong rồi cho nhân vào. Ấn, ấn, ấn. Rộng nữa ra. Ấn. Cho nhân ấn ra như thế này. Xong rồi cho viên nhân vào. Không mà miết nha, miết nha. Không để lỗ hở ở trong thì bánh nó lát đóng khuôn nó sẽ bị xẹp. Miết nha, miết kín nha. Cái này mà mọi người lại hỏi cô Trung có mở lớp dạy làm bánh không mà không nhận đâu nha. Đổi nghề từ giáo viên dạy thì học sinh thành giáo viên dạy làm bánh. Ngày trước em đi làm ở chỗ làm thêm ấy, là em cũng có dạy làm bánh handmade ấy. Cũng đứng lớp dạy làm bánh handmade ấy. Đã từng đứng lớp dạy làm bánh rồi. Nó sẽ ra như thế này. Ở trong đây là có cái nhân. Anh miết cho mịn nhá, để lát đóng khuôn. Rồi, mấy đứa nhỏ nó chủ yếu nó nhận tình cảm từ anh, chứ nó nhận gì ba cái đẹp từ cái bánh. Cũng là cái bánh tình cảm nhiều hơn. Cái bánh tuy xấu nhưng mà tình cảm nó nhiều. Còn cái bánh bên đây tuy đẹp nhưng mà tình cảm ít hơn bên đây là cái chắc. Là sao thôi mọi người. Hả? Sao? Tôi tưởng nãy có người bảo tôi là đi mua không mọi người. À, đâu ai nói không biết không dám nói à. Người ta làm nó mới ý nghĩa, mua rồi mấy. Không có nhớ. Ủa thì chung nghe nhầm á mọi người. Đúng rồi, nghe nhầm rồi. Các bạn thấy mình hay nhìn đồng hồ không phải mình coi giờ đâu mà mình xem cái góc camera á các bạn. Mình đang quay bằng iPhone và đang kết nối với cái đồng hồ để thấy được cái góc camera. Xém chứ không phải. Xíu nữa mà chung cũng định bắn mọi người. Đây nè, nó canh được góc camera xem nó còn quay hay không. Chứ để tại vì mình quay bằng cam sâu mình nhìn lên nói chuyện đã đời rồi cuối cùng lại không có quay là về rồi chắc khóc cả đêm. Khóc thì quay lại thôi. Chứ quay lại được. Không mà quay lại nó mất vui đó bạn ơi, thiệt. Nó không tự nhiên. Nó không tự nhiên. Nó giờ nó giọng nam đó chứ nó không tự nhiên. Nghe ghét ghê á. Đâu nói lại anh nghe coi. Không nói nữa. Nó không tự nhiên. Em thật là hài hước. Hôm trước mọi người bảo anh dạy em nói tiếng Nhật. Tiếng Nhật hả? Namaste có phải đúng không? Em nói đúng không? Cái câu chào ấy, cái từ namaste. Cái gì chào mà namaste gì đâu đấy. Có một từ là namaste, tức là điều thiêng liêng trong tôi xin cúi đầu chào điều thiêng liêng trong bạn ấy. Không, anh chỉ biết là konnichiwa chào thôi. Chứ anh không biết, anh chỉ biết từ yamete. Nói cái gì? Đi lại đi. Xin lại đi là sao? Khi mà anh đánh em á, em nói đi, yamete. Yamete. Nó nói một giọng kiểu đau đớn thấm thiết lên. Yamete. Yamete. Nhưng hôm nay cảm giác nó lạ lắm. Yamete. Giọng này không nói rồi mọi người ạ. Nói đi, nó phải phát âm như vậy mới đúng. Nó rượu rượu cái gì? Nè nè chê kê đê chai. Là cái gì? Làm ơn hãy dừng lại đi. Cô tôi. Chọn đi lồng tiếng được không?
Tôi nghe là tôi không có hiểu. Ví dụ như từ em ngon quá ha. Không. Em chung sàn quá. Tô tê mô oi xì đẹp. Chán sàn và tô tê mô oi xì đẹp. Em hiền quá hả? Hay là em xinh quá hả? Em xinh quá hả? Chung sàn quá. Tô tê mô kì rê đẹp. Chán sàn và tô tê mô kì rê đẹp. Từ trường học tiếng Nhật bọn em. Rồi không có tính được. Muốn ăn chung sàn. Chung sàn tapete ni chui te hả đó không phải. Liên quên à. Liên thuyên quá trời. Đó. Còn gọi là muốn ăn cô chung là chung sen se o tapetai đẹp. Tapetai đẹp. Chung. Tapetai. Mình sẽ dùng hai khuôn là Doraemon và Doremi. Đấy, chúng ta sẽ keki o iremas. Cho bánh vào. Chưa cho đâu, chúng ta phải đóng khuôn đã. Thiệt luôn các bạn, một thời tiếng Nhật của mình oanh oanh liệt liệt mà giờ chỉ còn nhớ mang máng thôi. Em hướng dẫn không nó hỏng á. Chống dính bằng dầu ăn xong rồi này. Thì thế này, cho bánh vào đây. Mọi người ấn là ấn từ giữa ra nhá. Ấn từ giữa ra. Đây, tránh để nó bị, bởi vì là cái vỏ nó rất là mỏng. Cho nên là để tránh bị lòi cái nhân ở bên trong ra. Đó, ấn như thế này. Đó. Đó. Cho vừa khuôn. Ấn nhẹ một chút, sau đó chúng ta sẽ gõ ra. Cầm thế này và gõ xuống. Gõ khéo nhỏ nó sẽ... Wow! Dễ thương vậy? Đây là Doremi mọi người ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ để vào khuôn. Chúng ta cứ làm lần lượt thế thôi đến khi... Đây là cô bé Doremi. Còn mình sẽ làm anh trai Doremon. Cũng cho vào. Nên là lúc mà ấy thì phải ấy cho nó kín cái viền ở trong thôi, đừng để bị thừa ra ngoài. Sản phẩm đầu tay của anh Hoàng mọi người ạ. Đáng yêu quá đi. Doraemon. Hai cái rồi hả? Đâu. Còn khuôn nào nữa không? Có khuôn nữa, đây, có thể thử hết tất cả 6 khuôn này. Đó, đây là có con mèo. Sẽ con mèo. Con thỏ của người ta, con thỏ Kitty mà các bạn. Ôi vậy hả? Ôi sao con mèo? Con mèo. Con này là con ọt ọt. Con ọt ọt. Con ọt ọt là con gì vậy? Con ọt ọt, con ọt ọt á. Con này cô chung thân thiết lắm mà. Này mọi người, cà kiệu mình hơi nhiều. Lần trước mình chưa xử gì cả. Sao mọi người nghĩ là lên xử cái tội này như thế nào? Tội này tội rất nặng. Hôm nãy giờ mình ngồi mình tính toán hộp 70.000 là mắc đó nha các bạn. Đắt á, thiệt. Mình thấy nguyên vật liệu đến ra hộp 70.000 là mắc á. Bạn tính cho tôi xem nào. Một hộp này tầm 180. Sao cái công nó chẳng bao nhiêu đâu mọi người ạ. Mua đồ, nhiều đồ ấy mà phải làm, mọi người làm nhiều ấy thì nó sẽ rẻ theo số lượng ấy. Gõ không nổi. Con heo này nó bị lỡ mồm long móng này. Không phải con heo mọi người ạ, đây là con gấu mà. Ủa con gấu hả? Nóng rồi đó. Tôi buồn quá. Nó là con gấu mọi người ạ, nó là khuôn hình con gấu. Lỡ anh là con gấu. Tính ra cũng đơn giản chứ có gì đâu phức tạp mấy bạn. Rứa mà bán 70.000 một hộp. Đúng à. Không thể tin được luôn á. Hồi nãy mình còn tưởng rẻ, ai ngờ. Ai ngờ. Mắc khiếp. Mắc khiếp.
không thể tin được luôn. Này phải bán 7.000 thôi mọi người ạ. À, cho luôn á. À cho. Thế này là cho đấy còn gì nữa. Nhân viên này đuổi việc, đuổi việc. Ôi ạ, không nhận nổi. Ê. Không biết gì hết ạ. Sau này mà có cái bánh nào mà cứ méo mó sọ sẹo mà nó hơi dị dạng một tí là chú Hoàng làm nha các bé. Cô Trung xin lỗi, cái phần này là cô Trung không kiểm soát được. Cô Trung bất lực luôn. Tính ra cực cực khiếp luôn á. 24 cái là 3 hộp. Sao lại 24 cái là 3 hộp? 8 thế hả? 6 cái một hộp. 24 cái là 4 hộp. Là làm khoảng 10 mẻ như thế mọi người ạ. Hôm qua Trung đã làm khoảng 5 mẻ rồi. Nên là cái thời gian làm với thời gian nướng nữa. Mỗi mẻ nó là khoảng 30 phút nướng nữa. Rồi còn để nguội và đóng khuất đóng hộp nữa. Tháng này tiền điện của chị là 3 triệu. Không đến mức đấy đâu. Mà có 3 triệu thì cũng cứ làm thôi chứ sao. Lần đầu tiên anh thấy thấy người gì con gái biết làm bánh. Ôi quế, con gái biết làm bánh nhiều mà. Không, lần đầu tiên anh thấy. Chị biết là nhiều mà lần đầu tiên anh thấy. Và lần đầu tiên anh ngồi cùng như vậy là phát biểu cảm nghĩ nè. Đồng chí Hoàng phát biểu cảm nghĩ. Em thấy em muốn bắt về để bóc lột sức lao động mỗi ngày. À, đây cho anh ăn thử bánh. Ta đang nói bắt về để bóc lột sức lao động mỗi ngày, tự nhiên nó chất quá luôn á trời. Để ở đây hả? Để vào đây đi, để vừa mà. Trong ngoài đúng không? Cái giọng không thể mê được. Ủa anh ta mệt thì người ta thôi. Cái gì? Mọi người công nhận với Trung không? Không ngửi được hả? Nào, để ở đây, lát còn làm tiếp. Đây mọi người ơi. Dạ. Nói chung là nôm la là phải làm 10 mẻ như vậy. Nhưng mà hôm nay là làm mẫu một mẻ để quay cho các bạn xem thôi. Thì bánh là đã cho vào đây rồi. Đấy, thì bây giờ đóng lại. Canh thời gian bên đây có thời gian rồi. Một mẻ này nướng khoảng 3 lần mọi người ạ. Nếu mà nhanh thì có thể nướng cho khoảng 2 lần, mỗi lần khoảng 10 phút. À. Người con gái ấy đã khiến anh nao lòng. Bây giờ thôi, trong thời gian chờ đợi thì mình chờ nướng thì mình lại tiếp tục thôi. Không, mình làm khác chứ. Làm bánh hoài. Thế làm bánh, mục tiêu làm bánh mọi người chứ làm gì mọi người. Không, làm khác cơ. Anh tắt cam nhé. Ông luyến thuyền thật sự. Có cái câu luyến thuyền nói thì ghét luôn á. Cứ hở tí là nói mình luyến thuyền thôi. Nó đúng, có đúng không? Nó đúng gì nữa. Đây, cô Trung đang chuẩn bị cho mẹ mới bạn. Mình bảo là mình không phải chuẩn bị cho mẹ mới mọi người ạ. Cái này là đang Trung đang pha cái hỗn hợp để phết bánh ấy. Cái tức là màu cái bánh hộ, đúng rồi, để cho màu nó có màu cánh gián ấy, hơi màu cánh gián ấy thì chúng ta phải pha cái hỗn hợp phết. Chúng ta sẽ sử dụng dầu mè, hắc xì dầu và lòng đỏ trứng. Lòng đỏ, lòng trắng trứng. À. Cái khay trứng của em đâu ta? Khay trứng hả? Em cất rồi hả? Không. Đây là dung dịch để phết bánh, hỗn hợp phết bánh ấy. Thì pha màu để làm màu bánh, nói mình nói đơn giản vậy đi. Còn dung dịch để phết bánh nữa nghe nó trăng hoa quá cô ơi. Thì hỗn hợp để phết bánh không mọi người để tưởng không phẩm. Em chỉ biết là cô đang pha màu để làm mọi màu, người để tưởng phẩm màu, màu để chết bánh. Không dung dịch nghe như hóa học quá. Tiếp theo là tới công đoạn lên màu cho bánh. Chúng ta sẽ dùng những cái phẩm màu bên Trung Quốc để chúng ta lên cho nó đẹp. Sao lại phẩm màu? Thì chả phẩm màu. Sao lại phẩm màu mọi người nhỏ? Lúc nãy Trung vừa nói cái hỗn hợp phết bánh nó gồm cái gì xong. Không biết gì là phẩm màu, tôi có buồn không chứ lại.
phẩm màu á, đồ toàn là đồ rẻ tiền không các bạn. Thế mà làm bán 70k một hộp, không thể tin được. Nói thêm một con nữa là tôi mắng nữa nha. Tôi mắng ra nha. Ồ, anh không hiểu sao anh vô duyên khoảng đó lắm nha. Em đây đây, cái con này xấu như này chắc chắn là do chú Hoàng làm. Cái con nào mà các bạn thấy ba dớ nhiều lú lú ra, lú đây, lú ra như nào. Này ô chung quay cho chú Hoàng rồi. Nó có dính ra đây không? Không không sao, đấy là rách bánh mà. Dính được. Ui, ui ít thôi ạ. Không, nó sẽ bị đen xì luôn á. Cái con đấy nó sẽ bị đen xì luôn á. Đây, sau khi đã lên màu xong rồi các bạn có thể thấy nó đậm hơn nè. Nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Đây, lại tranh thủ cho vào nướng. Đấy, lại cho vào. Rồi. Đây, trong thời gian chờ đợi thì cô Trung có làm một cái bánh nè. Mà sao em nhét vô đây em đóng gói lại được hay vậy? Hơi lửa hả? Không, mình có máy móc đàng hoàng mọi người ạ. Máy móc đàng hoàng á? Đúng. Này cô Trung ơi, lại làm thế, mình bán cho lại bọc vừa ấy. Hơi lửa được. Xin so phết nè. Máy dập, có máy dập đó mọi người ạ. Máy dập. Thường bánh nướng ấy là nướng xong thì không ăn luôn được mọi người ạ. Mà phải để khoảng 30 phút. 2 hôm. 2 hôm cơ? Hoặc là hơn 1 ngày thì vỏ bánh mới mềm. Vỏ bánh mới mềm, còn vỏ bánh lúc đầu mới nướng xong hay vỏ bánh vẫn cứng ấy thì ăn nó sẽ bị rát ấy. Mềm thì nó thơm. Ăn nó vàng hơn. Đây. Anh ăn xả lan. Này. Wow. Đây là bên trong cái nhân. Đó có một trà trái trứng muối. Trà xanh. Ui khéo tay ghê ta. Đâu đâu, chắc này. Chắc này là mình thấy hình ảnh là quá ok rồi đó. Bây giờ tiếp theo là tới gọi là chất lượng sản phẩm này. Bên trong như thế nào sau khi lột lớp áo sau khi tháo cái bọc ni lông ra thì xem bên trong nó sẽ có vị như thế nào. Đây. À, cảm ơn. Đây. Bánh cô Trung làm thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, chờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ăn nha. Ăn đi, nói đi. Ăn nha. Ăn nha. À không, em nói ăn đi. À. Ăn nha. Ăn đi. Không bắt nhịp gì hết trơn á. Quay cho anh đi. Ok. Rồi, mời các bạn nha. Đầu tiên là đánh giá mùi nè. Cực kỳ thơm mùi trà xanh luôn. Nó có quầy vốn quá không em? Bánh trà xanh không thơm mùi trà xanh. Nè, các bạn thấy cái trái trứng muối không? Rất là thơm mùi trứng muối luôn. Thôi mời bạn nha. Cái vỏ bánh thì rất là đều. Theo em thì nên ăn cái một hay là ăn từ từ? Ăn từ từ hả? Dạ. Bởi vì bánh trung thu khá là ngọt nên là ăn từ từ thì mới thẩm vị của nó chứ. Thứ nhất, đồng chí Hoàng phát biểu. Mọi người đứng mua nha. Trông còn chưa kịp mắng hôm nào mọi người. Để mình mua hết. Vô địch. Hơi hiểu vị đã, mùi vị cô đã. Trung làm bao nhiêu bánh mình mua hết. Không tới lượt các bạn đâu. Như thế nào? Có vị ngọt gắt không? Hay ngọt thanh hay như thế không, nào? Không ngọt. Không ngọt. Chưa chắc đã ngọt đâu. Như thế nào? Bánh có mềm không ạ? Chưa chắc đã mềm đâu. Như thế nào đó? Như thế nào á? Nhìn mặt ghét không mọi người ạ? Nói chung mà bánh rất là mềm, không bị ngọt lắm, ngon hơn so với các cái bánh mình mua ở ngoài thị trường. Không, cái này nói thật á, mình là một người ăn uống khá là khó, được kén ăn á, nhưng mà mình ăn bánh này mình có thể ăn hết được một cái. Nếu mà bánh ở ngoài thị trường á, mình không bao giờ mình ăn hết được một cái như thế này, bởi vì nó rất là ngán. Ăn hai cái thì hơi là ngán rồi. Bình thường mọi người ăn trứng muối mọi người sẽ thấy kiểu khó ăn ấy. Nhưng anh đúng thấy rồi. Trứng muối này như nào? Trứng muối này không khó ăn đâu. Nó không có bị tanh. Không phải mình chê bánh ở ngoài làm, nhưng mà bánh ở ngoài làm mình ăn mình bị nhát miệng các bạn. Nói thiệt luôn á. Bánh bên không, ngoài bánh là... ngoài làm trứng muối người ta chưa qua xử lý á. Bị nhát miệng lắm. Nó sẽ hơi tanh. Còn bánh này, trứng muối này ăn rất là thơm.
không khôn, không tanh. Để mà tăng độ ngon thì các bạn nên ăn hết miếng nha. Nó không có ngọt. Và để tăng độ ngon nữa thì ăn trước một cái view như thế này. Ra 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 máy ra. Nè 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 nè. Cái view như thế này là ngon lắm luôn á. Trời ơi, mình muốn gục ngã luôn á nè. Bảo cái là làm. Ủa là như trời ơi, lấy được cô vợ này chắc sướng chết quá. Cầm máy quay mới làm á, chứ thử không cầm máy quay coi. Đó, ấm nước đó, mì đó, tô đó, đũa đó, muỗng đó. Tự làm mà ăn. Sao lại nghĩ nhờ thế nhở? Con này bác không thế đâu mọi người ạ. Chả thế. Không. Ôi điêu, anh tắt máy quay là em bắt anh ra làm. Đó, cho nên là lúc nào mình cũng phải quay, mình cũng phải ghi hết lại. Thì mình mới ở không được, chứ không thôi là bị hành ghê lắm. Nào đã làm gì? Thôi nói chung là clip hôm nay cũng nó cũng rất là dài đúng không các bạn, nhưng mà rất là cảm ơn các bạn đã xem đến giờ phút này. Thì ngày mốt là tụi mình sẽ lên đường đi Lào Cai và thực hiện chuyến hành trình phát bánh trung thu cho các em cũng như quần áo cũ cho các hộ dân khó khăn ở trên đó. Và rất là mong là các bạn sẽ để lại một like, một đăng ký kênh, ủng hộ kênh, chia sẻ video để clip được mọi người biết đến. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha. Bye bye, bye. Bye. Nói chung là phải quay thêm cái đoạn ra về. Chứ thôi nhiều anh em lại nói mình thế này thế kia luyên thuyên ở trong phòng vô chung. Như vậy thì thương vô chung lắm. Mong là các anh em đừng có comment như vậy nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nha. Bạn nào thích thì đăng ký, like, ủng hộ, chia sẻ clip để ủng hộ Google TV nha. Thôi bây giờ mình về đây. Bye bye. Cô Chung ở với em gái nữa cho nên không có chuyện là tắt máy quay rồi lên phòng đâu nhá. Ở với hai cô em gái đó. Mình về sớm là vì sợ hai cô em gái đi làm về cho nên là không có ở, không có nán lại lâu được á. Lý do là như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.